chín điều nên nhớ để tĩnh tâm, chín điều khiến con người thanh thản mà Phật dạy dưới đây sẽ giúp bạn tự tại hơn giữa cuộc đời nhiều bề bộn, bon chen đầy. 1. Những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta có thể nắm bắt được một hai lần cơ hội cũng là đủ rồi vậy. 2. Những người thích chiếm lợi thế, cuối cùng sẽ không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ mà mất đi cả cánh rừng. 3. Những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được, trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình. Thật đúng là con ốc sên chuyển thế, nội tâm trống rỗng, tự tư, trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình. Ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả. 4. Chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là người thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn, phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đây chính là nhân quả. 5. Trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực. 6. Cách tốt nhất để giải quyết phiền não, chính là quên đi phiền não. 7. Không tranh chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. 8. Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. 9. Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì, ngoại trừ nghiệp, vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy, đó là điều khiến con người thanh thản. Chữ tâm là trái tim, lòng dạ và lương tâm của con người. Mọi hành động của chúng ta nếu đều xuất phát từ cái tâm, sự tâm thiện thì suy nghĩ và hành động sẽ theo đúng đạo lý, lẽ phải. Nếu tâm của chúng ta không lành thì sẽ sinh tà ý và làm nhiều điều xấu xa, gây ra tội lỗi. Chữ tâm thường được sử dụng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện, sự tu thân dưỡng tính, sống một cách tích cực và làm nhiều điều thiện lành. Khi tâm lệch lạc thì cuộc sống của bạn sẽ điên đảo. Tâm gian dối thì cuộc sống bất an, tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù, tâm đố kỵ thì sống mất vui, tâm tham lam thì cuộc sống dối trá. Đức Phật có dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có bản tâm thanh tịnh, chúng sinh chẳng nhận thấy được vì bị vô minh che lấp. Trích trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, ý Phật dạy có nghĩa là tất cả mọi người đều có bản tâm thanh tịnh, trong sáng tròn đầy và vắng lặng. Tuy nhiên, vì bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối và tác động nên tâm đó luôn bị dao động, thành ra tâm trí thường bất an, điên đảo, tạo tội, tạo nghiệp trong vòng luân hồi bất diệt. Lời Phật dạy về chữ tâm rằng, một khi chỉ một thoáng tâm sân hận khởi lên mà chúng ta không kiềm chế khắc phục được thì lập tức muôn ngàn đau khổ chướng ngại tiếp nối theo sau. Theo quan điểm của nhà Phật thì tâm của chúng ta không tồn tại dưới dạng vật chất nên không thể nắm bắt được nó. Nhưng không có tâm thì vật chất được coi là vô nghĩa và vô tri vô giác. Các loại tâm trong Phật gồm có nhục đoàn tâm, tinh yếu tâm, kiên thực tâm, liễu biệt tâm, tư lượng tâm, tập khởi tâm. Theo Đức Phật, mọi sự việc trên thế gian này dù tốt hay xấu, đúng hay sai, lành hay dữ, phải hay trái, có được hay không đều là do vọng tâm của con người biến hiện ra cả. Sự cảm thị của tâm sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, không ai là giống ai cả, không phải lúc nào cũng giống nhau và không phải nơi nào cũng giống với nhau. Đức Phật dạy rằng,
Căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Có nghĩa là chúng ta mỗi ngày luôn sống với vọng tâm, luôn thay đổi. Có lúc buồn rầu, có lúc vui vẻ, có lúc thương, có lúc ghét, có khen có chê, có ca ngợi, có phê phán. Bản tâm thanh tịnh hay chân tâm thường là tâm hằng, vĩnh viễn và luôn hiện hữu trong mỗi con người. Chỉ có tham lam, sân hận, si mê mới có sinh có diệt mà thôi. Khi có tâm từ và từ bi, con người sẽ dễ cảm thông với người khác hơn. Do vậy mà có thể làm giảm nhẹ bớt tâm tức giận, tâm sân hận. Khi có tâm hỷ và tâm xả, con người sẽ giảm bớt được tâm ghen tị, tâm đố kỵ, tâm hơn thua và tâm cố chấp. Cho đến khi nào mà tư vô lượng tâm của bạn tròn đầy, vọng tâm tan biến thì tâm ý của bạn sẽ trở nên an nhiên tự tại hơn. Từ đó chân tâm sẽ xuất hiện. Con người chúng ta có thể nhận biết được mọi sự việc bên ngoài khi mắt nhìn thấy, nhưng lại không thể nhận biết được những sự việc trong tâm trí. Khi cái tâm ý của ta điên đảo, dẫn đến tạo nghiệp là nguyên nhân chính khiến chúng ta bị cuốn vào vòng sinh tử luân hồi. Khi tâm của chúng ta suy nghĩ chân chính thì mới phát sinh ra những hành động tốt đẹp được. Nếu tâm suy nghĩ tà thì sẽ gây ra những hành động xấu và tội lỗi. Do vậy, thân của chúng ta hành động tốt hay xấu đều do cái tâm của mình chủ động điều hành. Chính vì vậy, cái tâm của mỗi con người là quan trọng hơn hết. Nếu không có tâm thì coi như thân thể này là phế bỏ,